thưa quý vị và các bạn Mở đầu bản tin dự báo thời tiết trưa nay, chúng tôi xin thông tin tới quý vị về diễn biến của cơn bão số 9 trên Biển Đông. Vào hồi 7 giờ sáng nay, thì vị trí tâm bão ở cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 490 km về phía đông. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 12, cấp 13, tức là từ 118 đến 149 km một giờ giật cấp 14, cấp 15. Dự báo trong 24 giờ tới, bão di chuyển theo hướng Đông Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 10 km, sau đó có khả năng đổi hướng, di chuyển chậm về phía Đông Nam. Đến 7 giờ sáng ngày mai thì vị trí tâm bão sẽ cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 660 km về phía đông. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 12, tức là từ 118 đến 133 km h giờ, giật cấp 14, cấp 15. Trong khoảng 24 đến 48 giờ tiếp theo, bão có khả năng đổi hướng di chuyển về phía nam và mỗi giờ đi được khoảng 5 km. Đến 7 giờ sáng ngày 10 tháng 12 thì vị trí tâm bão sẽ cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 630 km về phía đông đông nam. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 9, cấp 10, tức là từ 75 đến 102 km một giờ giật cấp 11, cấp 12. Do ảnh hưởng của hàn lưu bão, vùng biển phía đông của khu vực Bắc Biển Đông có gió mạnh cấp 10, cấp 11, vùng gần tâm bão đi qua mạnh cấp 12, cấp 13, giật cấp 14, cấp 15, biển động dữ dội. Trong khi đó, tại khu vực đất liền, thời tiết ít biến đổi. Trong 3 ngày tới, thời tiết của các tỉnh Bắc Bộ vẫn chủ yếu trong trạng thái nhiều mây, âm u cả ngày. Nhiệt độ ban đêm tại khu vực đồng bằng là khoảng 16 đến 17 độ. Các tỉnh vùng núi Đông Bắc, Việt Bắc và Tây Bắc nhiệt độ thấp hơn, chỉ khoảng 14 đến 16 độ, trời rét. Bắt ngày thì nhiệt độ của các tỉnh Bắc Bộ sẽ đồng là tăng lên trên 20 độ C. Các tỉnh thuộc khu Tây Bắc nhiệt độ nhìn hơn một chút, khoảng từ 22 đến 25 độ. Đặc biệt lưu ý trong ngày mùng 10 sang ngày 11 tháng 12, tức là từ thứ hai thứ ba tuần sau. Do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường nên toàn Bắc Bộ, trời sẽ có mưa làm cho đường trơn, kết hợp với sương mù dày đặc gây cản trở hoạt động giao thông. Bên cạnh đó, mưa cũng làm cho nền nhiệt độ giảm nhẹ từ 1 đến 2 độ, trời rét hơn và mức độ ẩm ướt khó chịu sẽ tăng lên đến với các tỉnh ven biển miền Trung. Trong những ngày tới, do hoạt động của gió mùa Đông Bắc và ảnh hưởng của rìa xa cơn bão Bô Pha, nên tại khu vực Bắc và Trung Trung Bộ trời chuyển mưa, tuy vậy thì lượng không nhiều. Khả năng vào ngày mùng 10, ngày 11, thời tiết có mưa rầm dề trong cả ngày, ảnh hưởng đến các hoạt động giao thông. Sau đây là dự báo chi tiết cho từng khu vực. Tại khu vực phía Tây Bắc Bộ, và ngày mùng 9 đến ngày 11 trời nhiều mây, có sương mù vào sáng sớm, trưa chiều giảm mây hưởng nắng, ban đêm có mưa nhỏ ở vài nơi trời rét. Tại khu vực phía đông bắc bộ, ngày mùng 9 và ngày 11 thì đêm và sáng nhiều mây ít mưa trời rét, còn ngày mùng 10 ảnh hưởng của không khí lạnh trời nhiều mây và có mưa, nhiệt độ giảm nhẹ, ban đêm từ 15 cho đến 17 độ, có ban ngày khoảng từ 19 cho đến 21 độ trời rét hơn khu vực từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế. Vào ngày 9 tháng 12, thời tiết tốt, ít mưa, đêm và sáng nhiều mây, trưa chiều hừng nắng. Vào ngày 10 và ngày 11, nhiều mây có mưa nhỏ, thời gian mưa kéo dài trong ngày, sáng sớm chú ý có sương mù ảnh hưởng đến hoạt động giao thông, đêm và sáng trời rét tại khu vực từ Đà Nẵng đến Bình Thuận vào ngày mùng 9 thời tiết tốt phổ biến không mưa ngày nắng vào ngày mùng 10 và ngày 11 nhiều mây các tỉnh phía Bắc khu vực Đà Nẵng đến Bình Định có mưa với lượng không nhiều còn các tỉnh phía Nam khu vực Phú Yên đến Bình Thuận chủ yếu chỉ có mưa ở vài nơi ban ngày trời nắng vùng cao Tây Nguyên vào ngày mùng 9 và 11 mây thay đổi ngày nắng ít mưa nền nhiệt và độ ẩm ít biến động Xuống xuống khu vực Nam Bộ Ngày 9 và ngày 11, mây thay đổi, ngày nắng, chiều tối có mưa rông ở diện vài nơi và tập trung chủ yếu ở các tỉnh ven biển. Xin được chuyển sang khu vực Biển Đông. Cơn bão số 9 có tên quốc tế là Bofa tiếp tục gây mưa lớn và gió mạnh cho khu vực giữa Biển Đông, bao gồm cả quần đảo Hoàng Sa. Tại khu vực này có gió mạnh cấp 10, cấp 11, vùng gần tâm bão đi qua mạnh cấp 12, cấp 13, giật cấp 14, cấp 15, biển động dữ dội. Khu vực Bắc Biển Đông cũng ảnh hưởng của hàn lưu cơn bão số 9 kết hợp với chuyển gió đông bắc mạnh cấp 6, cấp 7, giật cấp 8. Với khu vực Nam Biển Đông thì cơn bão Bô Pha cũng gây mưa và gió đông bắc mạnh cấp 6, giật cấp 7 ở phía tây bắc của vùng biển này. Đến khoảng ngày 10 tháng 12 thì vùng mưa lớn và gió mạnh sẽ có xu hướng giảm dần. Như vậy là trong những ngày tới, cơn bão Bô Pha gây thời tiết rất xấu trên khu vực Biển Đông, tàu thuyền nên neo đậu và tìm nơi trú ẩn an toàn thưa quý vị trong 3 ngày tới thời tiết tại các tỉnh bắc bộ chủ yếu vẫn trong trạng thái âm u nhiều mây và trời rét ngày mùng 10, 11 do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường nên toàn bắc bộ trời sẽ có mưa nhiệt độ trong ngày cũng giảm nhẹ và độ ẩm tăng cao miền trung các tỉnh thuộc bắc và trung trung bộ trong ngày mùng 10, ngày 11 tháng 12 có mưa mưa nhỏ cho cả ngày tây nguyên và nam bộ phổ biến ít mưa ngày nắng nền nhiệt và độ ẩm ít biến động Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi bản tin thời tiết 12 giờ trưa nay. Xin kính chào và hẹn gặp lại trong bản tin dự báo thời tiết tiếp theo.